Tại sao hai người về chung vậy? Bộ hôm nay rảnh không đi làm hả? Đúng, làm kệ tôi, lo cho ông đi. Nè, cái miệng hứa bảo vệ người ta, yêu thương người ta, làm tới cùng đi. Đừng có dở dở ương ương để người ta phải đau khổ. Ý anh là sao? Ý tôi là sao hả? Không biết hả? Không biết đi về hỏi mẹ ông đó. Mẹ anh làm gì em hả? Hôm nay em đi cả ngày em mệt quá, chứ em vô ngủ trước nha. Đi về hỏi mẹ ông đi, đứng đây làm chi? Nhớ Ken quá. Đi, hai mẹ con lên đi. Tùng chở đi nè. Thôi, Hà tự đi được rồi. Cái gì vậy? Đi đi. Sợ ngại đúng không? Sợ bị hiểu lầm hả? Bạn bè giúp đỡ nhau có gì đâu ngại. Đi mẹ, đi đi. Mẹ lâu rồi em chưa được đi xe mô tô của ba Tùng. Lên xe với ba đi. Dạ. Yeah. Dạ, u cha. Ây cha. Đây nè. Rồi chưa? Đi nha. Suốt ngày cứ leo đéo theo Hà như vậy, chẳng trách Hà bị hiểu lầm. Ủa đâu rồi? Ủa hôm nào vậy? Tôi nè. Làm gì vậy? Thôi, nghỉ đi, bữa sau chụp tiếp. Ê, bớt giỡn đi nha. Làm việc chuyên nghiệp xíu đi được không vậy? Bút một buổi mới chụp mấy tấm mà rồi về làm sao? Giờ tôi không có hứng, không thích chụp nữa. Được không? Làm gì được nhau? Muốn phàn nàn thì báo lên công ty đi. Dĩ nhiên là phải báo về công ty rồi. Báo về công ty có người không chuyên nghiệp á, chấm dứt hợp đồng với nhau luôn được mà. Tôi có chuyện muốn nói với Ngọc một chút, xin phép. Kệ đi, họ không dám làm gì mình đâu. Sao cô biết tôi không dám làm gì? Nè, nãy kêu tôi đi về đúng không? Bây giờ tôi đi về luôn nè. Tôi báo với công ty của tôi, người làm việc thiếu chuyên nghiệp là cô ha. Làm việc thiếu chuyên nghiệp mà đòi chụp hình chuyên nghiệp. Chỗ làm việc nắm tay nắm chân với nhau, làm như đây nhà quan chết chủ vậy. Sớm ôm hôn nhau luôn đi. Nè 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 nè. Anh đang ghen á hả? Ghen với ai vậy? Ghen với tôi hay là ghen với anh Quang? Hay là ghen giùm ai? Tôi nghĩ là anh thấy cái cảnh này anh còn thích nữa chứ. Bây giờ nó nói với con là mẹ ăn hiếp nó đúng không? Vậy nó có kể con nghe cái chuyện nó nắm tay nắm chân đàn ông giữa ban ngày ban mặt hay không? Nhìn gì? Muốn nói gì nói đi. Mình đi. Ê, tôi chưa nói chuyện xong luôn á, bỏ đi à. Trời, giống như tôi chết rồi vậy trời. Cậu qua thăm Ken hả? Tôi thấy từ đây về sau cậu hạn chế qua đi. Tôi thấy không có tiện rồi đó. Tôi thấy tiện lắm. Đâu có gì đâu bất tiện. Ông đi thăm nhỏ Ngọc hoài không có thấy tiện không? Sao? Vẫn còn gặp nó hả? Không quên được hả? Không quên được nó thì đến với Hà làm chi? Hả? Tính bắt cá hai tay hay gì? Nói khùng điên gì vậy? Tôi với Ngọc chỉ là bạn. Từ khi gặp lại Hà, tôi vẫn cố gắng bù đắp cho hai mẹ con Hà. Cố gắng bù đắp? Nói cái miệng hay lắm. Từ ngày Hà trở về với ông á, có ngày nào được hạnh phúc không? Có ngày nào được vui vẻ không? Hay là lúc nào ông sống trong tâm trạng lo sợ? Đúng, đồng nghĩa là khi Hà quen tôi thì có gặp chút áp lực. Nhưng tôi lúc nào cũng bên cạnh Hà, và mẹ tôi cũng đang tìm hiểu cổ, thì tại sao phải sống trong tâm trạng lo sợ? Đừng có nói quá lên như vậy. Wow, nói chuyện hay quá, như chuyên gia tâm lý vậy. Nhưng mà có điều có con mắt không biết nhìn. Hay đợi đến lúc người ta la làng lên là em bất ổn quá, lúc đó ông mới biết là cổ không ổn. Hả? Mẹ em có chịu Hà chưa? Hả? Chăm sóc được cho cổ không? Không được đúng không? Không được nhường lại cho tôi. Để tôi làm những đó cho. Về đi. Cút. Về đi. Đừng bao giờ đụng tay đụng chân nha. Vậy nói tóm lại,
là cậu muốn giành lại Hà chứ gì. Hồi xưa sở dĩ tôi nhường Hà cho ông á, tại vì tôi nghĩ lúc đó tôi đàn ông phải lay, tôi nghĩ là Hà theo ông Hà sẽ được hạnh phúc. Bây giờ khác rồi, tôi thấy mọi chuyện giống như tôi nghĩ, tôi phải giành lại cho bằng được đó. Nếu giành lại cho bằng được thì bằng con đường 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 chính chính đi, đừng có chơi tiểu nhân như vậy. Lấy tư cách đàn ông, có dám thừa nhận về sự thật những tin nhắn này không? Con nghĩ kỹ rồi, số tiền cô đưa ra không là gì so với công ty Minh Quang hết. Con sẽ không bao giờ rời xa anh Quang nếu như chưa có được điều mình muốn đâu. Sao? Hả? Ừ, tôi nhắn á rồi sao? Tôi lấy máy của Hà tôi nhắn á, vậy mới giành được tình yêu của mình chứ, đúng không? Cậu biết làm như vậy gây tổn hại danh dự của Hà đối với gia đình tôi hay không? Cậu làm như vậy là phá hoại hạnh phúc của cậu. Vậy em có dám chắc với tôi là nếu tôi không nhắn mấy tin nhắn này, Hà có được hạnh phúc không? Ông làm cho cậu hạnh phúc được không? Hả? Tôi nhắc là lần cuối, tôi cấm cậu, tôi cấm cậu từ đây về sau xen chuyện chúng tôi. Chuyện chúng tôi để chúng tôi tự giải quyết. Ê, bây giờ mình thích xen vô chuyện của bạn á, bạn làm gì mình? Thích xen không? Thích đó. Thích xen đúng không? Anh đánh trước nha. Đánh, đánh đầu hả? Sao? Con nhả đây. Ê, trời ơi, buông ra cái gì vậy? Con nghe anh lộn tiếp mày. Vô đây. Trời ơi. Thôi thôi thôi, đi vô đi, vô đi, dắt xe đi vô nè. Đi vô đi, đi vô nhà đi. Cái gì mà máu me luôn rồi nè. Đau lắm không vậy anh? Hả? Anh không sao? Không sao cái gì, cái đó là phải xức thuốc vô á. Em lo cho anh lắm hả? Chứ còn cái gì nữa. Mà anh ta đánh anh cũng đúng, vì anh không bảo vệ được em. Cái này á, phải là em xin lỗi mới đúng á. Chắc là lúc mà em đi dưới Tùng, mẹ với là chị Quỳnh nhìn thấy cho nên mới hiểu lầm vậy. Em không cần phải giải thích đâu, anh tin tưởng em tuyệt đối mà. Chỉ cần hai đứa mình nhìn về một hướng, mình sẽ vượt qua tất cả. Nhưng mà nè, hứa với em là cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không có được đánh nhau vậy, biết chưa? Được rồi, anh hứa. Anh đau một nhưng có người đau mười. Ai mà thèm đau giùm anh. Ui dạ. Thấy chưa? Hehehe.